Xin chào nhà, rất vui vì em đã quay trở lại với channel của mình. Nay là 29 Tết rồi mọi người ơi, mọi người đã sẵn sàng để đón giao thừa chưa? Đã sẵn sàng đón năm mới chưa? Đấy thì hiện tại thì hôm nay nha, mình sẽ không làm clip súng nữa, mình sẽ làm một clip khác đi, một clip mới mới đi để coi như là đánh dấu lại một cái content mới hoàn toàn là mới luôn, chưa hề từng xuất hiện ở trên kênh của mình, coi như đánh dấu lại một năm, năm 2021 đã trôi qua đó và anh em mình đến với cả năm 2022, năm hổ đấy, anh em mình phải thật bùng nổ nhá, ok không mọi người? Đó thì hiện tại thì mình sẽ chưa chúc mọi người vội đâu, bởi vì đã qua năm mới đâu đúng không? Ở clip ngày mai nhá, clip mùng 1 Tết nha mọi người nhá. Và anh em hãy đón xem, nhớ nha, sau Tết hãy đón xem vlog Tết của mình, Tết của Giang tập 2. Tết năm nay xem mình có gì thú vị nào, xem mình có gì mới nào, và anh em có cái gì mới, anh em sắm sửa các thứ đến đâu rồi thì comment cho mình biết nhá, ok không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả clip 5 dạng người ở trong chế độ ABC của Call of Duty Mobile của anh em mình nhá, ok không mọi người? Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, đến với cả dạng đầu tiên, ok, let's go! Dạng đầu tiên mình sẽ nói từ vị trí mà mình thấy nhàn mà rất là hay nhá. Đấy là những anh em camper. Ôi thề luôn, hồi tôi mới chơi tôi cũng từng nghĩ là kiểu chơi chiếm điểm mà mấy cái ông đấy cứ đứng thủ thủ ở nhà là kiểu gì, cứ đứng im một chỗ bắn mà không chịu lên chiếm điểm thì cả cay dã mà. Nhưng mà sau thời gian chơi và học hỏi thì phải công nhận, trong team mà có một ông camper tốt nhá, thề luôn trận đấy dễ chơi cực kỳ luôn anh em. Những anh em hệ camper tốt nhá, uy tín nhá, không phải lúc nào cũng đứng im một chỗ đâu mọi người. Họ biết cách di chuyển, đứng làm sao để bao quát được bản đồ một cách rộng nhất này, và bắn địch từ xa luôn, cản đường không cho người ta ra điểm. Hai là phải công nhận đi, có camper thủ điểm với cả bắn support cho từ xa lại chả sướng à, lại chả dễ chơi hơn đúng không? Đấy, anh em cứ nghĩ là đơn giản cầm khẩu súng máy hay khẩu nào nhiều đạn như thế đứng một chỗ là xong. Không đâu à, họ cũng di chuyển đấy mọi người, họ quan sát được hướng đi ở bên kia hết đây. Với cả họ bắn xa phải dễ đâu đúng không? Ghim tâm này trong đạn tỏa các thứ, bắn đủ các thứ mà, có phải là đơn giản đâu. Nhưng mà cái gì nhiều nó cũng không hay. Team 5 người mà 4 ông đứng kem một chỗ, một ông bằng snip thì đúng là chịu rồi, thì không ai ra điểm luôn đúng không? Đấy, ông nào cũng đùn đẩy cho nhau thì hỏng rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều đấy là có một anh em camper, có một người chơi camper trong team thì bắn cực kỳ là dễ luôn, bắn tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì họ coi như là bao quát tất cả rồi này, họ bắn support mình từ xa này, mình không cần phải bắn kiểu một mình đúng không? Đấy, thì đấy là dạng đầu tiên, camper hơi bị hay nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cả dạng tiếp theo nha. Ok, let's go. Dạo tiếp theo là những anh em kiểu mà mình hay làm clip cho anh em xem ấy, đấy chính là chạy loang quang hết cả bản đồ lên, chỉ đi bắn nhau thôi và gần như là không bao giờ chiếm điểm. Có những trận mà không bao giờ nhìn thấy cái mặt B nó trông nhảo luôn. Phải công nhận một điều là với những anh em với phong cách như này này, ở trong team thì cũng hơi khó chịu thật. Cứ chạy loạn hết cả lên, hồi sinh đổi lung ta lung tung hết lên. Xong rồi kể cả có cơ hội chiếm điểm rồi, điểm clear hết rồi cũng không vào đấy. Nhưng mà tôi thì vẫn có lúc chiếm điểm mà mọi người, đâu phải tôi đến mức độ đấy đâu đúng không? Nhưng lúc nào khó khăn thì tôi vẫn có mặt cho anh em. Đấy, sẽ có những trận mà anh em bật bảng thông số lên ở cuối trận ấy, sẽ có những anh em cả trận không chiếm điểm một lần nào cả, kể cả cái điểm đầu tiên, điểm A hay điểm C luôn. Không biết cái B trông như nào. Nếu mà anh em bắn hay, bắn nhiều mạng thì còn đỡ, không nói làm gì đúng không? Đây là những cái hôm nào mà mình chốc đi chẳng hạn, không bắn được ai mà lại còn không chiếm điểm nữa thì hơi bị phê bình đấy nha, hơi bị kiểm điểm đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, phải có cứ điểm thì anh em mới win được đúng không? Không phải cứ bắn nhiều, giết nhiều là win đâu. Nên là cái dạng này là mình cũng không muốn anh em làm theo, mình khuyên là anh em nên không nên học theo mình. Ở cái điểm đấy là nếu mà có cơ hội thì hãy chiếm điểm đi, nếu mà chơi ABC ấy nhá. Anh em cứ chạy lung tung bắt nhau nhiều ít thì di chuyển xung quanh cái khu vực cứ điểm ấy mà bắn, chứ đừng có kiểu chạy không có một cái mục đích gì cả, cứ gặp ai thì bắn thôi, không nên làm như thế nha mọi người. Ít nhất như thế thì cũng phần nào kiểu mình clear được cái điểm xung quanh điểm cho anh em mình vào chiếm, cho đồng đội vào chiếm đúng không? Đấy, thì đấy chính là cái dạng thứ hai mà mình muốn nhắc đến nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cả dạng thứ ba. Ok, và tất nhiên thì có những anh em không chiếm điểm bao giờ thì cũng sẽ có những cái anh em mà siêu chăm chỉ chiếm điểm luôn đúng không? Và đây là cái dạng thứ ba này, những anh em chỉ đi chiếm điểm thôi. Đấy, chiếm điểm là nhân vật chính, là nhiệm vụ chính. Với mình thì đây là những người đồng đội tuyệt vời nhất mà mình luôn luôn muốn có ở trong đội hình mỗi trận ABC mà mình chơi. Những chú ông chăm chỉ luôn luôn hết mình hy sinh vì đồng đội, không sợ đạn, không sợ bom, lao mình vào trong cứ điểm, gọi là kéo được nửa điểm thôi, chết thì cũng được đấy. Như thế thì mới chiến thắng được anh em. Thề luôn, đáng tuyên dương cực kỳ những anh em này luôn đấy. Anh em nên dừng clip lại nhá, xuống dưới comment gọi là cảm ơn, comment câu cảm ơn để tỏ lòng gọi là biết ơn những chiến binh quả cảm đấy. Không sợ gì cả, cứ thế mà lao vào điểm thôi, hết mình luôn mọi người. Ok, anh em comment cho thề, thích lắm luôn đấy. Anh em cứ việc bắn đi đấy, gọi là cứ việc bắn đi, điểm cứ để tôi lo, không gì phải lo cả, thề nghe trưởng thành dã man luôn đấy. Đúng kiểu chơi để win luôn đấy mọi người. Thôi được rồi, bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đến với cả dạng tiếp theo nha. Dạng này thì mình sẽ không nói nhiều đâu, bởi vì những anh em này là quá tuyệt vời rồi,
không gì để gọi là chê nữa cả. Quá tuyệt vời luôn nhá. Ok, cảm ơn mọi người luôn. Bây giờ đến dạng tiếp theo là dạng thứ tư. Vừa rồi đấy là dạng người chơi mà ai cũng muốn có ở trong team. Còn bây giờ là dạng mà không ai muốn có ở trong team cả. Khó chịu hơn của những người chơi không chiếm điểm luôn, đó chính là người chơi toxic. Là vào game chửi bới này kia này, không bắn được ai lại chửi này, bắn được thì cũng chửi này, chửi cả team bạn lẫn team mình, thề luôn nhá. Mà chửi xong thì có khi lại tự dỗi, mà dỗi xong thì lại out. Mà cay hơn nhá, cay hơn là không out mà đừng AFK, không bắn, không làm gì cả. Ồ, thế mới ảo cơ, kiểu miễn là mày đau khổ ấy, nhờ. Anh em mình chơi game mà để giải trí mà, là để thư giãn mà, tại sao cứ phải làm như thế xong rồi tự mang bực vào người nhở? Anh em phải lan tỏa cái năng lượng tích cực đến với những người xung quanh đúng không? Tại sao lại kiểu phải tiêu cực như thế nhở? Nghe buồn ghê luôn đấy. Nếu mà anh em có xem được cái clip này của mình thì mình cũng chỉ mong thôi, mình không ra lệnh hay mình không yêu cầu mọi người phải như này như kia, mà mình chỉ mong là mọi người sẽ có những cái suy nghĩ khác về việc gọi là giải trí bằng game thôi đúng không? Đừng có làm như vậy nữa mọi người, đừng có kiểu phải đau khổ, phải tự dằn vặt bản thân như thế, nó khổ lắm mọi người nhá. Ok không? Ok rồi thì bây giờ mình sẽ đến với cả người chơi cuối cùng. Cái dạng này mới gọi là đứng cái này, gọi là tuyệt vời nhất đây này mọi người này. Ok nhá, bây giờ là đến với cả vị trí cuối cùng. Ok, dạng người chơi cuối cùng, tại sao mình gọi là đấng? Đây là những người chơi mà làm tất cả mọi thứ từ A cho đến Z luôn, không bao giờ ngại khổ, không bao giờ ngại khó. Từ việc chiếm điểm này, việc hạ gục nhiều nhất này, việc kiểm soát hồi sinh này, việc thủ điểm luôn này, hay là chậm tí là phá máy bay, phá UAV, tất cả mọi thứ, ông ấy lo hết, ông ấy làm hết luôn. Thế đúng kiểu soái ca hoàn hảo bước ra từ câu chuyện cổ tích ấy. Không hề chửi bới gì nhá, luôn luôn hết mình nhá, luôn luôn gọi là làm tròn nhiệm vụ của mình nhá. Anh em thiếu ở đâu nhá thì chạy ra đầy bù. Anh em vừa bị bắn ở đâu thì lại lóc cóc quay về thủ. Anh em chưa chiếm được B thì lại hùng hục chạy ra B cho anh em an tâm. Đấy, thế đấy mọi người à. Đây chính là cái mẫu hình tượng ấy mà anh em cần phải làm và học theo. Để trở thành gọi là một người chơi ABC, gọi là đỉnh cao, gọi là tỷ lệ thắng siêu cao ấy. Thì đó là những việc anh em mình phải làm. Không phải là cứ nghĩ mình kiểu như này rồi, như kia rồi thì lại bỏ qua luôn, không làm nữa. Đấy, thậm chí là cái việc phá UAV nhá, cũng chính là việc của bản thân mình. Việc chiếm điểm cũng chính là việc của bản thân mình, việc gì cũng là việc của mình hết nha. Không phải là việc của người khác nha. Đâu phải cái kiểu tự cho mình đặc cách là mình bắn hay rồi chẳng hạn đi thì không cần chiếm điểm đâu đúng không? Hay cứ tự nghĩ là kiểu cái UAV là đồng đội sẽ phá, mình đang tập trung, mình làm thế này, mình không phá được thì anh em phải phá đi. Đấy, xong rồi lại đổ lỗi, không có đâu mà mọi người. Anh em phải tự túc hết nha. Hãy nghĩ đây là dù nhá, dù là game 5v5 đúng không, nhưng mà cứ nghĩ là mình đang chơi 1v1 ấy. Muốn thắng thì mình phải làm gì? Muốn thắng thì mình phải làm tất cả mọi thứ đúng không? Đấy, lúc đấy thì mọi người sẽ biết tự cách để trở thành đấng luôn, thề luôn. Bởi em tưởng tượng đi, trong team 5 người ai cũng biết thủ điểm, ai cũng biết chiếm điểm, ai cũng biết công, ai cũng biết gọi là support cho nhau thì nó lại chả tuyệt vời đúng không? Trận đấy thề anh em mình tưởng tượng đi, chỉ 3 người như thế thôi là thắng dễ dã mà luôn, làm gì cũng thắng được luôn. Đó, ok, thì đấy chính là 5 dạng người trong chế độ ABC mà mình thấy nhiều nhất và gọi là như nào nhỉ, tiêu biểu nhất luôn ấy. Ok nhá, thì clip của mình sẽ kết thúc tại đây và chúc anh em có một năm mới này thực sự là bùng nổ nhá, thực sự là hạnh phúc, thực sự là nhiều niềm vui và thực sự là nhiều sức khỏe để luôn luôn gọi là sát cánh cùng mình này, sát cánh cùng những người thân và chống lại một năm Covid gọi là đầy sóng gió, đầy khó khăn nhá. Ok không mọi người? Chúc anh em năm mới thật sự là vui vẻ nha. Ok không mọi người? Bây giờ thì lời cuối rồi. Bye bye.